rồi giờ tất cả tập trung nghe thầy giảng là không thắc mắc nữa, được chưa? Không thắc mắc nữa nha. Và chúng ta chỉ có trong khoảng thời gian là khoảng hơn 2 tuần thôi, chúng ta test lại cái phần thì của chúng ta. Và phần này là các con đang đi lại từ con số 1, nó số 1 để cho có động lực nha, tức là ta đi từ 1 điểm lên đó. Và thầy đã hứa với con ngay trong lộ trình chúng ta rồi là đi từ mức thấp nhất lên để đảm bảo được mức độ an toàn nhất cho con về sau nha, đảm bảo rằng là cái tính tiên quyết của cái phần thi nó sẽ ảnh hưởng hoàn toàn tới cái chương trình phía sau giữa con suy luận là câu bị động nè, mà đề điều kiện nè, câu thường thuật nè, nó đều liên quan tới thi hết. Do vậy phần thi chúng ta luyện thật kỹ vào. Và bây giờ chúng ta sẽ tập trung sửa nha. Rồi bây giờ đối với câu đầu tiên, chúng ta thấy vế đầu là có là he went to his house, lie down on the bed and. Câu này các con thấy phía trước quá khứ đơn chưa? Kế đó phải những cái quá khứ đơn nữa đúng không? Thì sau and cũng quá khứ đơn luôn. Bởi vì and là nói những cấu trúc song song với nhau, cùng thì, được chưa? Vậy cái từ sleep bất quy tắc của nó là chữ gì? S-L-E-P-T. Đúng rồi, slept. Yeah, slept. Rồi câu số 2. Câu số 2 chúng ta có chữ by. Được chưa? Chữ by này thì chúng ta đổi thành chữ bot, bất quy tắc. Được chưa? Rồi cho đến phần tiếng Việt luôn, không sao cả. Rồi tiếp theo, khi cái thì phía sau này là chúng ta sẽ có là tomorrow. Thì khi thấy cái tomorrow thường các con sẽ chưa will, nhưng ở đây nó cài cho chúng ta chữ am. Thì nó sẽ có hai trường hợp nữa, đó là I am going to go hay là I am going. Và hôm sau các con thi học hết các thì rồi, các con sẽ quay lại học cái phần nâng cao của các thì, có nghĩa là chức năng mà sử dụng phụ của cái thì đó nha. Ví dụ như thì tương lai đơn thì thường chúng ta sử dụng will, be going to, nhưng thỉnh thoảng trong một số trường hợp nó vẫn sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả tương lai. Nhưng tại sao trong câu số 2 này lại là hiện tại tiếp diễn? Ví dụ đáp án ở đây chắc chắn sẽ là gì? Đáp án ở đây chắc chắn sẽ là going. Tại sao lại là tiếp diễn? Thì các con nghe kỹ ha, ở phía trước của nó có một minh chứng. Có một minh chứng là ngày hôm qua tôi đã mua cái vé rồi, thì ngày mai tôi sẽ làm cái gì gì đó. Ví dụ ngày hôm qua tôi mua vé rồi, mai tôi sẽ đi xem phim. Thì cái này là cái sự việc mà đã được sắp xếp sẵn. Lưu ý nha, đây là cách sử dụng nâng cao của thì hiện tại tiếp diễn, diễn tả tương lai nha. Đấy, thì khi đã có minh chứng sẵn rồi, có một cái việc làm gì đó ở phía trước rồi, thì việc làm của ngày mai sẽ được diễn tả bằng hiện tại tiếp diễn, I'm going to. Ok. Câu tiếp theo, chúng ta có dấu hiệu nhận biết thì là gì? At the moment. Chính xác, at the moment. Thì gì vậy Thịnh? Cái gì? Hiện tại tiếp diễn. Ừ, đúng rồi, hiện tại tiếp diễn. Bây giờ team là team to be gì nè? Is. Rồi, tiếp theo to attend thì chúng ta cứ thế thêm mình vào đúng không nào? Rồi, attending. Ok. Rồi, đáp án của chúng ta là is attending. Hay đó rồi. Yeah, rồi, câu số 4, từ nhận biết là chữ gì nè? À, chữ for, đúng không? Rồi, for thì nó là hiện tại hoàn thành, được chưa? Hiện tại hoàn thành, nó cho chữ have not. Thời not hả? Đúng rồi. Bây giờ chữ he là chia chữ has cái đã, được chưa? Rồi nó bỏ vô cho người ta. Rồi cái chữ have người ta cho trong này là động từ chính nha, cho nên đổi thành chữ have. Được chưa? Rồi tiếp tục câu số 5 có từ nhận biết gì không? Lớp học bắt đầu lúc 9 giờ. Cái này thật ra trên thầu khóa biểu, được chưa? Mà đã nói gì thầu khóa biểu là thì hiện tại đơn. Vậy là our class would to start the semester. Tiếp theo, I always. Always là thì gì? Hiện tại đơn. Hiện tại đơn, đúng rồi. I là chúng ta giữ nguyên động từ, đúng chưa? Và từ brush. Brush. Câu số 7 có từ nhận biết gì không? Since, đúng rồi. Since nhận biết cho thì gì? Rồi, hiện tại hoàn thành. Chữ have cái, được chưa? Tiếp theo tới gì nữa? Từ study chứ làm sao nè Diệu? Đâu? À, ừ, sao Diệu? Bỏ y, đổi y dài thành y ngắn thì đi. Rồi, cảm ơn con rồi. Ok. Help study. Hả? Help study. Đúng rồi, help study. Bản thân chữ I đi với chữ help nha. Rồi, câu số 8 có dấu hiệu gì không? Yesterday. No,
chữ quen. Chữ C đúng rồi đó Thịnh, đúng rồi, sorry con. Đúng rồi, nó có một căn cứ nữa là chữ quen, được chưa? Thì sao quen là thi gì? Đúng rồi, quá khứ đơn, được chưa? Vậy từ không đổi thành chữ gì? Khen. Thầy mấy cái sao quen là gì? Cái đó thầy có dạy rồi. Có chứ, bữa đó con vắng mà. Bữa đó vắng, nó vắng. Không. Vậy. Đó, vắng thì giờ mình phải cập nhật lại thôi. Tại sao cái đó này? Ừ. Quen qua rồi, đường này không đi. Đúng không? Cho nên là thầy khuyến khích là đừng vắng. Nha. Vậy. Rồi, được chưa? Ghi để đó đi, bị gì con còn gặp dài dài không? Đây tới cuối năm con gặp này ít nhất con 100 lần nữa đó. Con sẽ thuộc à, nha. Rồi, câu số 9 mình có dấu hiệu gì không? Ừ, có chị dấu hiệu gì không? Câu 8 là khen hả? Ừ, câu 8 là khen. Câu 9 là hết đơn. All afternoon. Tôi đã làm hết các bài tập cả buổi chiều rồi. Cả buổi chiều, nhớ nè, mấy đứa gạch chân cho thầy chữ on này nè, mấy đứa on afternoon á, gạch chân chữ on. Chữ o này không đánh dấu thôi, để nó biết thôi ha, ghi vô tập cũng được. Nó là một dấu hiệu nhận biết của thầy hiện tại hoàn thành. Nhưng vài bữa các con học á, khi con học câu ghép á, nó lại biến thành dấu hiệu nhận biết của quá khứ hoàn thành. Nhưng với điều kiện là gì? Nó phải có một câu quá khứ đơn đi trước. On. Ủa nãy con hỏi là thầy tưởng là chữ on với chữ o với cái n nha. Rồi, ok, đó lỗi phát âm, đúng không? Ủa, là on rồi. Đọc khác. Đấy, on, thì nãy con đọc là on afternoon thì đứng là con đọc là buổi chiều, thầy cũng không coi chữ đó luôn. Đúng không? Nếu mà on afternoon thì lại là hiện tại đơn. Đây, hiện tại tiếp diễn ha, ủa, hiện tại hoàn thành ha. Vậy đây là ai gì? Đúng rồi, I have, no, have, not. Oh, no, no, sorry. Have gì? Have done, đúng rồi. Rồi, chữ tự, câu số 10. Câu số 10 ai gì? I am. Đúng rồi, I am. Rồi, xong ha, mình qua cái câu mới ha. Thầy mở cái trang cái này. Chá màn hình đó. Rồi, tiếp tục nè. Câu 11. Để lại cái. Rồi. Nó tối thui màn hình đi. Chưa nhạc, chưa nhạc. Hết sức bình tĩnh. Đây cái nhà tôi kéo hình ra màn hình để cho dễ xử lý. Hậu quả học nhiều quá à. Rồi bây giờ tiếp tục câu 11 nè các bạn. Nếu mà nhận biết câu 11 là gì? Ờ, for. Đúng không? Rồi thì gì? Đúng là has, đúng không? Chữ wait thì mình thêm ed nè. Rồi câu cái tiếp có gì nhận biết không? Ủa, con tưởng hồi nãy nhận biết. Has waited. Đúng rồi. Rồi câu 12. Thôi 3 chữ đúng không hả? 3 chữ chứ. Cũng chưa. Khoan. Thì gì? Đó, gặp là lần hai đó nghe Thịnh này. Chắc chắn nhớ không? Phải không? Ngon ấy. Rồi, thôi. Đúng không? Y đi vào thôi. Tiếp theo câu 13 là gì? Mấy chữ? Ba chữ. Ừ, ba chữ. Rồi.
lưu ý nha, sau này học nâng cao lên là phải đọc ca chữ nha, chứ không có được đọc như vậy nha. Bởi vì sau đó thầy hướng dẫn ngữ âm lại cho. Tán thịnh cái như thầy cho nữa. Uống cục con nó nào con? À, tập trung. Khi mà chúng ta đang xuất phát ở cái điểm thấp nhất của chương trình phổ thông nha, cho vậy đọc sao không được, nhưng đáp án đúng thôi nha. Còn vài bữa là khi chúng ta đã giỏi rồi á, ta phải đọc cho trứng ra nha, giỏi rồi chúng ta đọc cho trứng nha. Câu số 14, tại sao lại am ạch đầu móng mệnh, đúng không? Đúng rồi, I am talking, chính xác. Câu 15 có chữ last đúng không, có thứ đơn rồi, 4 chữ nha. Đúng Thịnh, quy xuống nhiều mà. Rồi tiếp theo câu này là thì gì ta, mặt trời mọc lặn hướng nào á, là thiền tại đơn nha. Rồi đó. Rồi rises. Tiếp theo câu 17 có gì nhận biết không? À, yesterday. Đổi thành chữ met. No. Words ở đâu? Words ở đâu Thịnh? Không có chữ nào luôn. Không có to be. Thịnh lại quên. Chừng nào người ta cho chữ be con mới được như chữ words. Được chưa? Rõ không Thịnh? Ở trong ngoài phải đưa xuất phát sớm nha. 12 xuất phát từ thời điểm này, tôi sẵn sàng ôm cho một điểm lên nha. Còn ra tới Tết thì đi ở nhà nghỉ luôn cho tôi con gái nha. Qua Tết rồi bó tay rồi. Thầy người ta đâu biết hàng cái năm như này. Đúng rồi. Đúng rồi con. Đúng rồi đó Ngọc, con rất giỏi lắm Ngọc ơi. Ơi, sao Thịnh? Bây giờ con không cần nghiên cứu đâu Thịnh ơi, nghe thầy nói nè. Con biết đây quá khứ chưa? Biết. À, có to be không? Người ta có cho con to be không? Không. Không lo vô bi làm vô làm gì? Nhớ chưa? Ừ. Lâu lâu lại thế. Ok, tiếp nha. Câu số 18. Diệu Sơn. Tâm sự những người lính không chết tôi vậy. Vậy. Sử là quá. Khoan. Tôi không có ảnh được review với người ngoài nha. Rồi, sao? Câu 17 là đổi chữ mét là một chữ e. Câu 18 thì gì? Đúng rồi, every. Rồi chữ text. Thì mấy chữ text đứng thêm chữ place lại ra nha con. Đó thấy chưa? Biết vẫn có đứa thêm cái chữ này à. Không. Mày biết mà xài nhiều lắm nên mày đã luôn cái số chứ. Cầm chiếc số hoài luôn vậy thôi mày. Không, từ tới thời điểm nào đó khoảng tháng sau nữa thầy sẽ tịch thu chiếc số con. Không, lúc đó cái con không có chiếc số nữa đâu. Mới có 2 tuần mà chúng ta nắm được gì là khá ổn rồi nha. 3 tuần đúng không? Rồi, tiếp nha. Câu số 19. Có đổi thành đi ngắn không? Không. Rồi. Tiếp theo đây 20 thì gì? Sao rồi là cái gì tiếp diễn? Quá khứ tiếp diễn. Nếu như ở phía trước hiện tại thì sao? Bây giờ nè, ở phía trước của quay rồi đang là quá khứ đúng không? Dạ. Thì ở sau quá khứ tiếp diễn. Nếu ở trước hiện tại thì ở sau là gì? Hiện tại tiếp diễn. Thông minh. À, hiện tại tiếp diễn. Tức là từ quay và từ quen sử dụng cho cả quá khứ và hiện tại luôn. Kịp không? Mai làm gì con? Mặt con sao vậy con? Không? Đâu có gì đâu. Khó nè, nghe lại nè. Nó cả quen và quay sử dụng cho quá khứ và hiện tại luôn. Được chưa? Ăn trước nó quá khứ đơn thì ở sau quá khứ tiếp diễn. Ăn trước thì hiện tại đơn thì sau hiện tại đơn. À, rồi. Vậy đó đây sao? My mother ít hay nhiều? Her mother. Qua 3 chữ. Rồi 3 chữ. Chữ khúc thêm sao? Cooking. Đúng rồi, cooking. Tâm sự lại tâm sự. Thầy Sơn. Đây. Thì gì Sơn? 12-1. Thì gì? Chị.
đơn đâu mà đơn, tiếp diễn Thịnh ơi. Rồi, a à, đây nè, ok, playing. Có 22. Chữ nào? Ờ, hay.